Ngày 7 tháng 7, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, nắm tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, 412 trên 412 đoàn cấp cơ sở đã hoàn thành xong đại hội, đạt 100%. 2 trên 13 đơn vị đoàn cấp huyện tổ chức xong đại hội đạt 15,3%. Theo kế hoạch, đại hội đoàn cấp huyện hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. Đối với đại hội đoàn cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Quyết định thành lập các tiểu ban. Đến thời điểm này, các tiểu ban đã chủ động ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã kiến nghị một số vấn đề như Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm tạo điều kiện đầu ra cho cán bộ đoàn chủ chốt quá tuổi thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đầu ra cho cán bộ đoàn quá tuổi là công chức cơ quan Tỉnh đoàn Hòa Bình. Về nguồn nhân sự tại chỗ cho đại hội đoàn cấp tỉnh, Ban Thường vụ quan tâm tạo điều kiện vận dụng tuổi cán bộ đoàn cao hơn 1 đến 2 tuổi so với quy định. Có định hướng cụ thể về công tác nhân sự chủ chốt Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, có tính kế thừa, có kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để đẩy mạnh phong trào đoàn trong thời gian tới, Đại hội đoàn cấp huyện cần chú trọng lựa chọn, cán bộ đoàn phải nêu cao vai trò tập hợp, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị, xây dựng đội ngũ thanh niên có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, truyền ngọn lửa nhiệt huyết trong đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở. Cái làm cái gì để phục vụ phù hợp với cái điều kiện mới, thu hút được cái đội ngũ thanh niên nói chung, nói riêng và tầng lớp công nhân nói riêng, kết hợp tốt với mặt trận, với liên đoàn, với phụ nữ, thanh niên, các đồng chí kết hợp với nhau thì gây dựng cái phong trào hoạt động đoàn thể ở trong khu công nghiệp. Chúng ta xuất phát từ những cái phong trào thiết thực nhất, mang lại lợi ích, mang lại hiệu quả. Lãnh đạo đại hội cấp huyện còn lại trong lựa chọn con người, từ lựa chọn con người mới đưa ra cương lĩnh phù hợp, chính là văn kiện đại hội, để chúng ta làm sao mà thực hiện tốt cái phong trào trong thời gian tới. Khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, truyền cái nhiệt huyết về phong trào đoàn, phân tích cho họ những cái hay cái đẹp của phong trào đoàn. Về công tác nhân sự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung xây dựng đề án lựa chọn nhân sự, đáp ứng các quy định của Đảng, của Trung ương Đảng về công tác cán bộ, có phẩm chất, có năng lực, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, gắn bó với thanh niên và phong trào thanh niên. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích, chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027.